Thưa quý vị và các bạn, xương khớp là căn bệnh rất phổ biến, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Ở Việt Nam thì tỷ lệ người mắc bệnh xương khớp không ngừng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Nhiều bệnh nhân mắc xương khớp đã tìm đến phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, đó là phương pháp cấy chỉ. Vậy phương pháp cấy chỉ này đặc biệt ra sao và hiệu quả như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc này thì hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt tại phòng khám cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông. Đến phòng khám cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông vào sáng sớm, chúng tôi thật bất ngờ khi số lượng bệnh nhân đã đến chật kín phòng khám. Bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh thành xa xôi trên cả nước. Từ lâu, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông đã là địa chỉ tin cậy cấy chỉ chữa các bệnh về xương khớp như thoái hóa, đau dây thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, gai đôi cột sống, đau lưng, đau mỏi vai gáy. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội với tấm bằng thạc sĩ, hiện đang là trưởng khoa châm cứu của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng có nền tảng về kiến thức chuyên môn vững vàng và toàn diện. Có cơ duyên với cấy chỉ từ khi phương pháp này còn sơ khai, ông đã dày công nghiên cứu và là một trong những người tiên phong đưa phương pháp này vào chữa bệnh rất thành công. Cô là Nguyễn Thu Hà, năm nay là cô 67 tuổi. Cô bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, và nó rất là đau cổ, là ê ẩm lên đầu, nhiều khi mất ngủ và tê hết cả hai tay, thậm chí có lúc nó tê xuống cả chân. Cô cấy chỉ lần này là được 3 lần rồi. Cô thấy cũng phải đạt đến 70%. Và cô thích nhất là cô về nhà cô đã ngủ được và hai tay của cô không bị tê nữa. Anh bị, thứ nhất là anh bị đau lưng, thì cách đây 4-5 năm rồi. Thì bây giờ nó chèn xuống một bên mông với tất cả một cái bên chân đấy. Bây giờ là anh bị gần như bị liệt đấy. Nhưng mà đến đây thì anh được cấy chỉ một lần rồi, thì nó cũng đỡ hơn mà anh đã đi lại được, đi bằng xe máy được rồi. Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt. Thay vì đưa kim châm cứu vào huyệt, người ta đưa một đoạn chỉ cắt vít vào huyệt. Khi đoạn chỉ cắt vít này nằm trong huyệt có tác dụng kích thích rất là mạnh, mạnh gấp nhiều lần so với châm cứu. Đoạn chỉ cắt vít này sẽ tiêu trong khoảng 10 cho đến 15 ngày. Trong suốt 30 năm làm nghề chữa bệnh cứu người, thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng đã tự tìm ra độc chiêu riêng trong chữa bệnh xương khớp bằng cấy chỉ. Một mình đi trên con đường riêng đầy sáng tạo và cá tính mà không một bác sĩ cấy chỉ nào khác ở Việt Nam có được, ông đã chứng minh mình đi đúng hướng bằng thành công rực rỡ trong chữa các bệnh về xương khớp mà cấy chỉ vốn đã rất mạnh nhưng qua bàn tay ông lại càng phát triển đạt đến đỉnh cao.